Đấy. Các bác nha. Đấy. Chú chim cu trống này. Mã số 110. Anh em nào nuôi được lẻ quan tâm đến clip này. Đó. Mã số 110. Tối thì đây là những con mà mình bón được nuôi thuần. Nó cũng đến cái lúc ăn cứng rồi. Ăn cứng rồi các bác. Mã số 110 này thì rất là ok luôn nhá. Đó là bác nào mà ngắm đúng cái tầm mắt, đúng thích sở thích thì các bác quan tâm cho em clip này. Đấy. Những con trống lẻ này, những con tố chất như này thì các bác yên tâm là chơi thì nó rất là nổi và rất là đạt chim. Mã số 110. Mã này thì em để cho các bác là 700k bao ship nhá. Đấy. 700k bao ship. Trống lẻ. Tường ta rất ok luôn đúng không ạ? Đấy, riêng con trống lẻ là như vậy các bác nhá. Nên cho các bác một đôi zin nhé. Bố mẹ mình chồng. Chim là đủ cườm tách được rồi. Em này em mái này. Em này em trống này. Đôi này một đôi cùng bố cùng mẹ nhá. Mã số 120. Mã số 120 này để cho anh em là 600k bao ship nhá. Dòng này là dòng bộ khá là to, âm thổ. Anh em làm giống cũng được, hoặc là lấy con trống không thì 500. Đấy, tối nay thì em cũng có khách, đâm ra là cũng chỉ lên được video vậy thôi. Các bác kết nối thì các bác quan tâm từng mã một, từng giá một. Số điện thoại em thao là 033 5305 982. Đó, rất công khai minh bạch đúng không ạ?
đang nuôi con ở trong này. Bác nào mà đặt con của cái giọng vừa rồi gù đây thì con của nó em bán công khai là 800k một đôi. Đấy, bố mẹ đây. Rất là chắc giọng. Vỏ trứng này. Đó. Chim non có ở dưới. Bác yên tâm là nói có sách mách có trứng. Đấy, chim non ở dưới. Đấy. Đôi này tầm khoảng 4 ngày nữa là anh em bắt về bón được. Giọng bố mẹ là rõ ràng. Ô. 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 Bố mẹ rất đạt luôn. Rất dữ dằn luôn. Đấy là cái mã 181 nhá. Anh em nào lấy chim bón của mã 181 thì giá em báo công khai. Đấy, giọng bố của nó đấy.